Với một căn nhà nhỏ ba cứng, nền cứng, khung tường cứng và mái cứng, người dân vùng thiên tai có chỗ ở an toàn trong những ngày mưa to gió lớn. Những ngôi nhà này như phao cứu sinh, giúp người dân an tâm tránh những thiệt hại trong mùa mưa bão. Năm nay 95 tuổi, bà Nguyễn Thị Tháo ở thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, còn khỏe và minh mẫn. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, con cái làm ăn xa, bà ở nhà một mình. Nhà bà Tháo ở sát bờ sông Bồ, nên mỗi năm đến mùa mưa lũ thường bị ngập lụt. Mấy năm trước, nhà nước hỗ trợ gia đình bà xây một căn nhà kiên cố phòng tránh bão lũ. Căn nhà này rộng khoảng 30m², được xây dựng sát căn nhà cũ, có gác lửng cao ráo, có thể chứa lương thực, đồ đạc và là chỗ trú ngụ vào mùa lũ lụt. Lụt mà lụt da lại còn được ngồi. Nó văng ráng, nó cầm đi mô. Ai đem đi bộ mới chạy chứ. Đi vương tội mới sống đâu, được chạy tận lắm. Nhà bà Phan Thị Thúy, ven đê sông Bồ, thôn Phò Nam, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, cũng ở vùng thường xuyên ngập lụt. Mỗi khi có mưa lớn thượng nguồn, cả nhà kê dọn đồ đạc lên cao, tìm nơi tránh trú. Gia đình bà Thúy cũng thuộc diện hộ nghèo, được nhà nước hỗ trợ xây nhà phòng chống bão lũ. Từ khi có căn nhà này, mỗi mùa lũ về, đây là nơi trú ngụ an toàn cho hai mẹ con bà Phan Thị Thúy và nhiều gia đình trong xóm. Mỗi lần lũ thì nó đẩy ở ngoài đê, mà ở trong đê một lần đê trang đê là lũ ngập rất sâu. Mấy nhà xung quanh là toàn ngập hết. Mà nhờ có cái nhà chống lũ đi thì cũng đỡ. Mà mấy nhà xung quanh họ tới trụ cũng được. Mấy bà già đâu cũng tới ở. Nhiều năm qua, từ sự hỗ trợ của nhà nước, dự án tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam, gọi tắt là RCF. Nguồn vốn đối ứng theo quyết định số 48 của Thủ tướng Chính phủ và vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, hàng trăm hộ dân ở huyện Quảng Điền có được căn nhà kiên cố phòng tránh bão lũ. Trong ngôi nhà ba cứng, nền cứng, khung tường cứng, mái cứng, bà con an tâm hơn, không còn lo sợ trong mùa mưa bão. Những ngôi nhà phòng chống bão lũ như phao cứu sinh đối với người dân vùng rốn lũ Quảng Điền. Huyện cũng rất quan tâm tới cái việc là tự quản tại chỗ. Đấy là cộng đồng dân cư có cái sự hỗ trợ lẫn nhau trong cái phòng chống là thiên tai. Đặc biệt là chúng ta là lưu ý đến là cái công tác là di dời dân. Di dời dân khi lũ lụt. Đấy, rồi là phương án di dời dân là khi bão. Và phương án di dời dân là khi là vừa bão vừa lụt. Tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong 7 địa phương triển khai dự án RCF lồng ghép chương trình xây nhà chống bão lụt theo quyết định số 48 của Thủ tướng Chính phủ. 6 năm qua, hơn 580 hộ nghèo ở tỉnh Thừa Thiên Huế được hỗ trợ xây dựng nhà phòng chống bão lụt từ các nguồn kinh phí này. Ngoài cái sự chỉ đạo rõ nguồn lực kinh phí để mà đầu tư cho cái này để làm được ngôi nhà này là cũng phải bảo đảm là nó đủ nguồn lực hoặc là tạo điều kiện cho người hộ dân họ có cái nguồn lực về kinh phí để mà thực hiện dự án như là nguồn đối ứng của tỉnh rồi nguồn vay ngân hàng chính sách xã hội cũng phải có một chính sách nào đó để mà thời gian tới tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục bố trí nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo xây dựng 150 nhà ở chống chịu bão lụt. Địa phương cũng kêu gọi các tổ chức nhà hảo tâm hỗ trợ bà con vùng thường xuyên ảnh hưởng thiên tai có điều kiện xây dựng nhà ở kiên cố.